Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tham dự và chỉ đạo hội nghị. Theo thống kê, năm 2015, Bộ Công Thương đã bãi bỏ 30 thủ tục hành chính và đơn giản 54 thủ tục hành chính theo hướng bãi bỏ một số thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân. Bộ Công Thương đã cung cấp 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 14 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Năm 2015, Bộ Công Thương cũng là bộ đi đầu trong việc triển khai thực hiện đề án tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Theo đó, đã tinh giảm được 199 biên chế đối với công chức, viên chức và người lao động. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa nhấn mạnh, công tác cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ thường xuyên của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, việc cải cách phải đảm bảo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, đảm bảo tính hợp pháp, đồng bộ và khả thi của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Thứ trưởng yêu cầu Cục Thương mại Điện tử và Cục Công nghệ Thông tin chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hiện đại hóa nền hành chính của Bộ giai đoạn 2016-2020, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc ứng dụng khoa học công nghệ thông tin trong việc cải cách hành chính. Cập nhật công bố thủ tục hành chính cơ sở.